Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái bài về tư duy về thiết kế logo. Đây là một trong những cái tư duy rất quan trọng, là nếu mà chúng ta không biết vẽ thì chúng ta có làm được logo không. Thì trước khi mà tìm đến một cái logo mà mình search, thì ví dụ là logo tên là Mầm Xanh, bởi vì đây là một cái công ty mà chuyên gia về làm về nước ép và bán những cái hoa quả sạch, thì người ta có đưa ra một cái chủ đề đây ạ. Tắt bỏ cái mạng tí. Chúng ta tắt bỏ cái mạng đi nhá. Rồi chúng ta sao nào. Rồi thì mọi người để ý này. Vậy thì trong quá trình khi mà đi kiếm thì chúng ta sẽ search là logo chữ M. Tại vì tên là Mầm Xanh. Thế ok, tôi sẽ search một cái chữ Mầm Xanh vào đây đã. Nha các bạn nhìn này. Rồi, chúng ta search một chữ Mầm Xanh. Thì mọi người có thấy là nó bắt nguồn từ hai chữ, chữ đầu tiên là chữ M và chữ hai này chữ X nào không ạ? Thì sau khi mà mọi người search thì mọi người sẽ search là logo đầu tiên là logo chữ M đã. Và thứ hai là mình sẽ, nó làm về nước ép thì chắc chắn là chúng ta sẽ search là logo theo kiểu nước ép. Nhưng khuyên mọi người hãy tìm theo logo đó là phiên bản bằng tiếng Anh thì mọi người đảm bảo. Nhưng đầu tiên đừng search là logo, chỉ search logo nước ép thôi, sau đó gắn thêm cái chữ M vào. Và trên con đường thì mình sẽ tìm được chữ M thì mình sẽ nhìn thấy là vậy thì nếu nói về nước ép thì các bạn có thấy là có rất nhiều cái hình thù người ta đã làm, đó là phải có một cái hình cốc nước, xong rồi có một cái vòi để chúng ta uống một cái nước, đấy không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta ghép được cái chữ M và chữ X, bởi vì mình đang cách điều giữa chữ M và chữ X để trở thành cái cốc nước, đúng không ạ? Thì chúng ta mới làm đây. Thì đây là một cái hình ảnh mà tôi đã trên con đường mà tôi đã kiếm được. Đây không phải là chữ M và chữ S, mà các bạn biết tôi thấy là đây là logo về chữ D không ạ? Cái này là chữ D đấy các bạn ạ. Bình thường nó như này này, nó chính là chữ D đấy. Các bạn nhìn thấy giống chữ D không ạ? À, vậy thì nó cũng là chữ U đúng không ạ? Vậy thì mọi người hãy tìm ra một cái quy luật, đó là gì? Chữ M có giống chữ U không? Đúng không ạ? Chữ M có giống chữ A không? Mọi người phải tìm nhá, cái này nhá. Và chữ M có giống chữ D không? Vậy thì tại sao mà chúng ta, nên là mọi người có thấy là khi mà mình làm cái thiết kế logo, mình hay chọn cái phương thức là mình sẽ search các logo về chữ cái không ạ? Để cái chữ nào mình thấy có hơi hướng mà có thể cách điệu thành những cái logo của mình thì mình sẽ chơi nó. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, thì cái này mình sẽ cách điệu cho các bạn xem nhá. Ví dụ mình chọn vào đây, các bạn nhìn chọn vào đây chưa? Mình sẽ biến cái này, đây là ảnh, nên là chúng ta sẽ chọn là image. Còn có những người thì khi mà làm thì chúng ta có thể đặt một cái tờ giấy trắng lên và dùng cái bút chì chúng ta tô lại, bởi vì là màn hình nó bật sáng mà, chúng ta tô lại sẽ được cái này. Mọi người hiểu cái này chưa? Rồi, cái ý nó ấn vào image. Và sau khi ấn vào image thì nó trở thành một cái vector chúng ta gồm có hai màu, màu thứ nhất là màu đen và màu thứ hai là màu trắng. Thì lúc này rất là đơn giản là chúng ta chọn vào expand là biến cái đối tượng này trở thành vector thật. Và lúc này chúng ta sẽ cầm và chúng ta xóa đi, chuột phải chọn vào ungroup, chúng ta xóa này đi. Thì có phải cái map này nó là màu đen không? Ví dụ mình chọn vào màu đen nha. Đấy các bạn nhìn em ạ. Đây, mình sẽ chọn màu xanh cốm hoặc là màu đen nhảy cho các bạn dễ nhìn hơn. Rồi sau đó mình chọn nhân này là màu xanh như này, đúng không? Và tiếp theo cái này mình sẽ vứt đi, đúng chưa? Vậy thì bắt đầu là đã được chữ M. Vậy thì có phải là nếu mà mình cắt cái hình của đoạn giữa này thì sao? Người ta mới chơi một trò như sau, là tôi sẽ chơi dùng cái công cụ M, mình dùng cái nét mình cắt từ đây này. Đấy, mọi người nhìn cái chữ M của tôi chưa? Cái này có phải là chữ M không ạ? Là chính này này. Và tôi chơi một trò như sau, là tôi chọn vào đây là nét, còn đây là hình, thì có phải là đây là cắt dao giữa nét hình không ạ? Chúng ta dùng công cụ Shift F7 và chúng ta cắt dao. Đây, cắt dao. Và lúc này sau khi cắt dao xong thì có phải là tôi đã có chữ M riêng không ạ? Là chuột phải chọn vào ungroup. Nhìn ra chưa? Rồi tiếp theo, sau khi đã có chữ M xong thì cái khoảng cách này tôi cũng không dạy gì, mà tôi cầm thì tôi kéo xuống thì nó sẽ mất cái đường cua tròn đẹp. Nên chính vì vậy tôi chơi một trò như sau, tôi dùng công cụ M, tôi quét qua phần phía dưới của chữ này. Đây là khoảng cách của nó này, tôi sẽ chơi một trò như sau, tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào đây và tôi cắt bỏ một đoạn này. Bằng cách tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi dùng công cụ Shift M, tôi cắt vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có chữ U. Nhìn thấy không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng là cái hình này có thể trở thành chữ X được không? Thì chúng ta chỉ cần cầm này, chúng ta cầm ở đây, chúng ta xoay ngang nhảy đúng không ạ? Chúng
sẽ copy sang này, chúng ta dùng x hay o, công cụ o đảo ngược này, và chúng ta ghép hai này này thì có phải trở thành cái gì? Nó là chữ x này, chữ m, vậy thì thiếu chữ x, vậy chữ x thì có phải như thế nào? Và vô hình dung thì tôi sẽ cầm cái đối tượng này, tôi kéo xuống dưới, dùng phím o lật đối tượng từ trên xuống dưới, thì các bạn có thấy là nó giống như một cái đáy của một cái ly nước của chúng ta không ạ? Khi mà mọi người vào khách sạn hay có một cái là tôi muốn gọi một cái hoa quả dầm hay cái nước ép gì nhưng mà lại để trong cái ly rất là trông rất là sang trọng. Đây tôi đẩy lên cái này một tí, được không ạ? Sau khi tôi đẩy xong, tôi chọn một, tôi chọn hai, tôi tích vào đây một cái và tôi chọn vào điểm giữa của đối tượng. Đây điểm giữa đối tượng này, rồi bắt đầu làm này. Thì lúc này người ta sẽ tính nhịp, tại vì ở dưới nó chưa chắc lắm nên tôi bắt buộc tôi phải copy cái hình này ra làm hai, copy làm hai nhìn không ạ? Và tôi thu nhỏ này, tôi cầm đối tượng này đặt vào đây, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích một cái và chúng ta sẽ chọn bằng dưới và bằng sang bên phải, chúng ta có được cái điểm này, đây gọi là nét và mạng. Thì cái nét này tôi sẽ copy làm 3, Ctrl C, Ctrl F, tôi lại thu nhỏ lại một lần nữa, chọn đối tượng 1, giữ shift, chọn đối tượng 2 và tích vào đây thì các bạn sẽ có được ở giữa, chúng ta có 3 thuộc tính rồi đấy, được không ạ? Rồi chọn 1, chọn 2, tích vào đây một cái, chúng ta có giữa, mọi người nhìn thấy chưa? Thế là chúng ta đã có được một cái ni. Nếu mà mọi người có thể làm nữa thì mọi người có thể chọn cho nó nhỏ lại nhỉ, và đẩy lên trên đấy, thì để cho nó giống nhất có thể là một cái, đó là một cái nước ép. Sau đó thì sau khi làm xong thì cái đoạn này của chúng ta đang bị tách làm hai, các bạn nhìn thấy chỗ này của tôi đang tách làm hai không ạ? Thì rất là đơn giản, chọn một, chọn hai và chúng ta nối lại với nhau bằng cách nối nhẹ này, thì chúng ta đã có một cái chữ M chắc chắn tròn trịa rồi. Và thứ hai chúng ta sẽ vẽ thêm một cái biểu tượng như sau, đó là chọn vào pen, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Mọi người nhìn này không ạ? Trong quy trình khi tích này thì mọi người sẽ thấy là nó là nét, nên là chúng ta sẽ ấn vào shift x, shift x là biến trở thành nét nhài, và dùng công cụ E quét qua điểm này, chúng ta vo góc một tí, nó giống như cái phần ống mút đấy, đây là phần ống mút của cái giống như cái ly nước đấy, nước ép mà. Và lúc này chúng ta sau đó thì chúng ta chỉ cần chọn về biểu tượng và chọn cái kích thước nó lớn lên, ví dụ số 6, số 6 hơi bé, tôi sẽ chọn ở số 16 đây ạ. Mọi người nhìn này chưa, chúng ta sẽ chọn ở đây. Nếu cái nét của các bạn bị dài quá thì bạn có thể chọn vào đối tượng và dùng cái công cụ phím E, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta đẩy cái nét lên trên một tí thì nó sẽ tự khắc nó ngắn lại. Thế là phần này của chúng ta đã ok, và được quyền dùng để biến cái nét này trở thành hình bằng công cụ như sau: chọn vào nét, chọn vào object, chọn vào phần pattern transparency, chọn vào kênh alpha của chúng ta, là tự khắc chúng ta sẽ biến cái này trở thành cái hình, và yên tâm một điều rằng đã chuẩn rồi. Bây giờ vẽ một chiếc lá có khó không? Cực kỳ dễ. Pen tích vào đêm điểm, bẻ cong đêm điểm gì này, hiểu không? Ok, tích vào đây một điểm thì chúng ta bẻ cong vào đường này, đường ra ngoài. Tích vào đây một điểm, chọn vào đây, ở đây nó sẽ có một cái khe. Cái lá này các bạn có thể lên trên mạng search là cái cây là nó sẽ ra cái này ngay. Nhưng đây là mình vẽ trực tiếp nên là không tận dụng, nên là mình sẽ được cái lá cây nha. Và cái lá cây này mình sẽ đẩy lên trên và mình sẽ xoay nhá lên một tí cho nó nhẹ, đẩy nhá. Thì cái này này chắc chắn là một xoay lá cây. Và tiếp tục mình sẽ cầm cái điểm này và mình sẽ dùng phím O, mình đặt đối xứng lại, mình sẽ có lá cây số 2. Đấy, trong đó người ta gọi là con lá to và lá nhỏ. Rồi, sau khi đã làm xong thì mình đã có một cái phông chữ và cái cách điệu ra một cái hình logo của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một phần nữa. Ví dụ như các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn chữ mầm xanh và tôi chọn một cái phông chữ như sau, đó là chữ O. Chọn phông chữ O và chắc chắn tôi sẽ chọn vào cái phông chữ nó như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và tôi đặt bằng mép của cái này. Rồi cái này tôi sẽ đặt là màu xanh. Trong quy trình khi thiết kế thì tôi sẽ chọn cái chữ x này, nó sẽ gần với cái hình tôi, thì tôi sẽ chọn chữ m, có thể là chữ viết thường, không nhất thiết phải như này. Và khoảng cách từ đây đến đây thì tôi sẽ dùng công cụ T số 7 là giãn giữa các khoảng cách, tôi sẽ dịch chuyển vào đây. Mọi người nhìn đúng không ạ? Sau khi làm xong thì tôi đã có một cái chữ, và cái hình này tôi nghĩ rằng là cần phải một là to lên như này, đặt xuống đây và thu nhỏ cái khoảng cách này toàn bộ lại, thu khoảng cách này
Và sau khi làm xong này thì tôi sẽ đánh một cái gọi là đây. Ví dụ như nâng tầm cuộc sống của bạn. Ok, lúc này sau khi làm xong chúng ta chọn một cái phông chữ thường. Tại vì nguyên tắc của cái này thì các bạn kia cần phải chọn vào cái Roboton à. Được khắc chúng ta có một cái phông chữ như này và tôi sẽ vẽ làm biểu tượng là chữ in hoa. Phóng to là một tí và tôi chọn một cái biểu tượng như này. À, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta căn giữa vào nhau. Ví dụ căn giữa vào một cách là chọn vào align và chúng ta căn vào đây là chính xác rồi. Cái chữ này các bạn là gì? Ở đây, của bạn này. Ok, sau khi đã làm xong chúng ta sẽ chọn vào chữ có thể là nghiêng đi một tí. Ví dụ như là đây là chữ thẳng. Bạn có thể được quyền chọn cho nó nghiêng, đây là giá trị của chúng ta làm. Và phần thứ ba nữa là chúng ta nên vẽ thêm cái nét để cân bằng. Tại vì logo này, logo chúng ta có thể đặt trên những cái biển hiệu rất là dễ. Y ngắn chúng ta chỉ vào đây là một màu. Shift X chúng ta sẽ đảo ngược thành nét. Và cái nét này tôi sẽ làm sao cho nó to lên, ví dụ số 8, số 9, nhìn đúng không ạ? Ok, chọn vào số 3. À, sau khi chọn vào đây xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kéo đối tượng này sang bên đây một tí. Đó, được rồi. Mọi người nhìn chưa? Vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta có một cái logo liên quan đến nước ép. Vẽ một cái khung này là chúng ta đã có logo rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã có logo xong thì chúng ta nên đặt ở các phương án khác nhau. Ví dụ đây là cái màu đậm của chúng ta, chọn vào màu đậm và chọn vào màu đậm và chọn vào màu đậm, chọn vào đây. Thì mọi người có thể chọn vào một cái màu xanh như thế này. Đấy nha, nó tùy theo tính chất mà mọi người đang làm. Còn nếu không thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift H nhảy thì mọi người có thấy là nó sẽ được nhảy không ạ? Và tất nhiên là chữ này của chúng ta cũng có thể là nó sẽ là màu trắng. Chỗ này sẽ là màu trắng. À, toàn bộ cái này tôi sẽ để là màu trắng, các bạn nhớ nhé. Là màu trắng này. Chúng ta sẽ chọn cái này là màu trắng thì sao? À, vậy thì màu trắng thì cái nền này tôi sẽ để là một cái nền màu xanh xanh đậm nhảy được không? Cho xuống dưới tất cả. Chọn một màu xanh đậm thiên về ghi thì nó sẽ dễ đẹp hơn. À, và tất nhiên cái này tôi sẽ để một cái màu trắng này chẳng hạn. Đó, mọi người nhìn thấy không? Thì đây là một trong những cái phương pháp người ta gọi là xây dựng một cái thiết kế logo. Nhưng lại trong quy trình là chúng ta đi tham khảo những cái đối tượng chữ khác. Vậy chữ A, chữ B, chữ C, chữ... ví dụ chữ A các bạn có thấy nó giống chữ V không? À, bản chất của chữ A là chính là chữ V đấy. Vậy chúng ta hãy tìm, chúng ta tìm ra các quy luật của nó là được. Vậy thì chữ E có giống với chữ M không? Quay ngược lại. À, vậy thì chữ E của chúng ta chỉ là quay vuông góc đúng không? Còn quay ngược xuống thì có phải là chữ M. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm chữ E và chữ M là chúng ta sẽ tìm được cách hiệu của nó. Đúng không ạ? Ok, vậy chữ X và chữ E đều giống nhau đấy nhá. Đấy. Bởi vì nó chữ E nó có một phần của chữ X. Vấn đề là nó như thế này hay là như thế này thôi, đúng không ạ? Nhưng người ta vẫn đọc ra cái chữ. Vậy thì chúng ta hãy tìm ra các quy luật của chữ giống nhau và chúng ta có thể tận dụng được thì chắc chắn bạn sẽ làm được thiết kế logo. Thì đây là một trong những logo mà mình đã chia sẻ và đã vẽ cho các bạn xem. Các bạn nhìn chưa? Chữ mầm xanh. Đấy, vẽ đây này. Và chắc chắn đây là một thương hiệu về đồ sạch. À, người ta sẽ liên quan đến đồ, liên quan đến những cái màu mè các bạn có thể chọn. Vậy thì khi mà chọn vào đây thì tất cả những tông màu này các bạn sẽ phải chọn là màu trắng hết. Ví dụ chọn vào đây là màu trắng. Và chọn vào cái nét này của chúng ta sẽ là màu trắng. Tại vì có logo âm bản và logo dương bản. Đây ạ. Và cái màu này thì mình sẽ để là một màu trắng hết. Ví dụ trắng nhạt chẳng hạn. Đấy. Bạn có thể nhìn thấy cái nhân này chưa? Vậy thì cái nhân này không còn nữa. Nếu mà chúng ta làm logo, đây là một logo này. Logo này chúng ta sẽ để nguyên lại, dùng bút y ngắn mà chúng ta chỉ vào đây thì chúng ta đây có logo màu trắng đặt trên nền đậm. Nhớ không ạ? Và chúng ta copy lần thứ hai ra thì chúng ta sẽ có được cái màu đậm đặt trên nền sáng. Thì tôi sẽ quét qua toàn bộ tất cả những cái màu trắng này. Đây tôi sẽ quét qua. Và chắc chắn là các bạn sẽ để đổ cho tôi một cái màu đó là màu đậm hơn. Ví dụ là chúng ta có thể đổ màu xanh này. Vậy thì cái màu xanh này thì chắc chắn phải trên nền trắng rồi. Mọi người nhìn đúng không ạ? Và cái này chắc chắn tôi sẽ chọn là màu gì? Đây là màu trắng hết, y màu trắng. Cái này là màu gì? Trắng, trắng y.
và chúng ta sẽ bỏ mất cái này đi, bởi vì cái này không cần thiết, cái này không cần thiết, cái này không cần thiết. Cái này và cái này thì tôi sẽ để là một cái màu trắng hết, y ngắn chỉ vào đây. Đấy, và chúng ta sẽ ấn vào X và suộc cho nó mất màu đi thì nó sẽ mất màu, nó sẽ còn cái nhân này thôi. Nhìn chưa? Đây là giá trị bản âm và bản dương của chúng ta. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quét qua một cái nữa thì người ta gọi là logo màu. Nó có 3 trường hợp của chúng ta là logo đặt trên nền sáng thì là màu đậm, và đặt trên nền đậm sẽ là màu sáng. Và logo thứ ba của chúng ta như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn đó là gì? Chúng ta sẽ chọn những cái màu này là màu cốm X. Chúng ta sẽ chọn màu cốm. Phần thứ hai chúng ta sẽ chọn đây là màu cốm. Và màu này thì chúng ta sẽ chọn là mất bỏ cái nền này đi, nhìn không ạ? Cái mầm xanh này có hai cách, thằng bạn sẽ chọn cái này là màu xanh cũng được, nhìn không ạ? Nó sẽ có quy luật là đảo và kéo màu. Thì đây chính là cái giá trị logo thứ ba mà các bạn cần phải làm. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, thì đây chính là phương pháp người ta làm ra một chiếc logo, nhưng lại đi từ một hình, nghiên cứu từ các loại chữ khác nhau. Ví dụ có thể là chữ D, ví dụ có thể là một cái chữ nào đó cách điệu, và chúng ta có thể tận dụng một cách là nhìn cái chữ đấy và chúng ta có thể cách điệu thêm. Vậy thì để muốn làm ra một cái thương hiệu nào đó thì chúng ta phải đầu tiên là chữ cái, thứ hai là ngành nghề, thứ ba là hình tượng. Các bạn nhớ nhá, chữ cái, ngành nghề và hình tượng đặc trưng của cái đó thì chúng ta mới làm được. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Thì đây chính là bài đầu tiên mà tôi dạy cho các bạn về thiết kế logo.